chào quý bạn đang đến với KMC. Chúng tôi là đơn vị chuyên bán buôn bán lẻ quần jean nam uy tín số 1 ở trên thị trường hiện nay. Và nếu như bạn đang tìm kiếm cho mình về những sản phẩm quần jean nam đẹp, hot trend thời thượng, cao cấp thì các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh, bấm chuông để tiện cập nhật và theo dõi cho mình về những mẫu sản phẩm mới nhất, đẹp nhất, hot nhất từ KMC các bạn nha. Trong video số ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu tới các bạn đó chính là một chiếc quần bò jean nam màu đen tuyền. Đây là một trong những sản phẩm mà có thể nói nó sẽ giúp các bạn cân mọi outfit một cách cực kỳ là đơn giản, dễ dàng, nhanh chóng mà không tốn quá nhiều thời gian. Cái này là mình khẳng định với các bạn 100%, bởi vì tại sao? Màu đen tuyền thì là một trong những cái màu đơn sắc mà các bạn có thể là phối hợp với bất cứ màu sắc khác nhau, cực kỳ là hợp lý, đơn giản và nhanh chóng. Ví dụ như là với một chiếc quần bò đen tuyền như thế này thì các bạn có thể là phối hợp cùng áo sơ mi, áo thun, áo phông và giày dép thì đều rất là đẹp. Và quay trở lại với sản phẩm của chúng ta thì theo mình đánh giá và mình cảm nhận, đầu tiên thì sản phẩm này của chúng ta có một chất liệu vải rất là mềm, rất mềm luôn các bạn nhé. Và cái độ lì của vải thì rất là cao. Về chất liệu của vải này thì theo mình được biết, nó được sử dụng chất liệu vải jean denim 100%, không có giãn ăn hồi. Và vải denim thì độ bền của nó thì rất là tuyệt vời các bạn nhé. Tất cả sản phẩm ở trên đây thì nó có một màu đen tuyệt hết, nó không có một màu sắc gì khác ngoài chỉ có những cái chiếc đinh thán bằng thép màu trắng như này thôi. Và ngoài ra tất cả những cái điểm chỉ may ở trên này nó cũng là màu đen tuyệt. Mình sẽ cầm lại gần hơn để cho các bạn xem đó. Và các bạn có thể nhìn qua về chất liệu vải của chúng ta thì rất là mượt mà, mịn màng. Và chỉ may ở trên sản phẩm này thì sẽ là màu chỉ đen óng các bạn nhé. Ví dụ như là kể cả màu đen đây, nhưng mà cái đường chỉ ở trên này thì nó rất là nổi. Ở phía bên trên thì chúng ta sẽ có một chiếc tác da màu đen, các bạn thấy không? Chiếc tác da này rất đẹp và độ hoàn thiện chi tiết của nó rất là cao. Các bạn có thể thấy rất rõ những cái điểm vân ở đây, họ đều được in laser cực kỳ là sắc nét, không hề bị chờm ra hay là bị lệch lạc gì cả. Những họa tiết phải nói là quá đẹp. Còn phía dưới này thì chúng ta sẽ có một chiếc logo các bạn nhé. Các bạn nhìn này, đường chỉ may họ chạy rất là thẳng, cho thấy là cái chiếc quần bò này thì họ làm rất là tỉ mỉ. Còn như ban đầu ở video thì mình có chia sẻ rồi, đó chính là chiếc quần của chúng ta từ trên xuống dưới nó chỉ có một màu đen tuyền thôi, không có watt, không có mai, không có cao. Với một sản phẩm quần jean nam đen tuyền như thế này thì sẽ rất là phù hợp với những anh em nào làm văn phòng hay là đi dự sự kiện quan trọng, lịch sự, thì chiếc quần này nó sẽ cho các bạn những bộ trang phục rất là gọn gàng, tinh tế và đẳng cấp các bạn nhé. Đó. Và ở trên đây thì chúng ta sẽ có những cái chiếc đinh đá được làm từ thép trắng. Và phần nút cài ở đây thì họ làm rất là ok. Mình xin phép là không đưa gần vào nhé, bởi vì là do cái màu sắc của quần là màu đen tuyền, đưa vào thì nó sẽ làm mất cái màu đen này đi. Đó. Mình để dưới này thì các bạn nhìn cũng rất là rõ. Và chắc hẳn là các bạn nhìn ở trên đây với cái độ sắc nét của từng đường may ở đây thì các bạn đã nhìn thấy quá là rõ rồi. Còn về phần ống đây, mình cũng sẽ cho các bạn xem từ trên xuống dưới này, từ phần gấu quần nhé các bạn nhé, từ phần gấu quần này cho đến phần ống này, tất cả nó chỉ là một màu đen trơn thôi. Mình nghĩ rằng anh em hãy sở hữu ngay cho mình một chiếc quần bò jean nam màu đen tuyền form dáng ống suông như thế này, vì nó sẽ giúp cho anh em rất nhiều ở trong thời trang cũng như là cách phối đồ. Để sở hữu cho mình sản phẩm này thì các bạn hãy liên hệ ngay từ KMC qua số điện thoại mà mình đã để ở bên phía dưới đây. Ngoài ra những thông tin khác của bên mình có để ở bên dưới phần mô tả, và khi mua sản phẩm các bạn hoàn toàn được mở ra kiểm tra, mặc thử thoải mái, sau đó mới phải thanh toán. Bên mình sẵn sàng hỗ trợ đổi size nếu như các bạn không vừa. Hãy để lại bình luận ở bên phía dưới số điện thoại hoặc là chiều cao cân nặng thì bên mình sẽ có nhân viên tư vấn các bạn 24/7 các bạn nhé. Mình rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi cũng như là xem hết video. Các bạn đừng quên ấn like và đăng ký kênh, bấm chuông để tiện cập nhật và theo dõi cho mình về những mẫu sản phẩm mới nhất, đẹp nhất, hot nhất từ KMC các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại, và chúc các bạn một ngày bình an, may mắn.